Dạ, xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đến kênh Hương Quê. Thì hôm nay nương xuống nhà của ông bà Út là được thay mặt cho anh giấu tên ở bên Úc, là mang niềm vui thứ hai đến cho gia đình của ông bà Út. Thì hôm bữa được biết là gia đình của ông bà Út là nuôi lương bị thất thu, rồi anh giấu tên bên Úc biết được thì có nhờ mình là trao một số tiền cho ông bà Út. Thì bây giờ mình sẽ vô nhà của ông bà Út nha, mời cả nhà cùng đi với mình. Cái đường này là xuống nhà của ông Út. Nhà ông Út thì ở ngoài đường lộ đi xuống tuốt dưới mé sông luôn. Nhà ông Út dưới cặp mé sông. Chú Ninh. Và ông Út bố có nhà không chú Ninh? Ngoài đồng mà Dạ. ngoài đồng mút bốt ra đồng mà chạy ngoài hả chú Ninh? Chạy quá rồi. Dạ, vậy để thôi con ra ngoài, tại mình không có cho ông bốt hay trước đó nên là ông bà buổi trưa này hay ra ở ngoài chạy ở ngoài đồng. Bây giờ thì mình ra lấy xuồng mình bơi lên trại của ông bà Út. Trại của ông bà Út đi bộ ra cũng được nhưng mà do nước ngập nó bị sình, mình bơi xuồng lên cho nó dễ. Giờ này buổi trưa. Gần tới chạy của ông Út rồi. Tới chạy của ông Út rồi. Qua đây luôn cho dễ lên. Ông Út, bố Út ơi. Ở ngoài đó làm gì bố? Chặt củi hả? Dạ, mới nãy con vô nhà mà chú Ninh nói ông bốt ra đồng rồi, rồi con bơi xuồng ra đây luôn, có mấy mình chú Ninh ở nhà buộc cái xuồng ấy. Dạ, ông Út đang be cái bờ lại. Dạ, rồi lên được rồi. Mút đang sửa lớn lại hả? Mút bữa nay sửa lớn lại con. Rồi. Tháo ra. Tháo ra bớt lại cái bây giờ mình tính nuôi trên bờ. Nuôi trên bờ, nuôi dưới nước và xạ rồi. Lặn kéo lên không nổi. Bây giờ mình làm trên bờ. Đây nè ông bà cô chú, đây là cái ao nuôi cá của ông Út. Ông Út nuôi cá tây tượng, cái trại của ông Út trong đó. Cái ao cá này chừng nào mới bán bố? Tết thôi bố. Tết là cá tai tượng nó bự thôi bố. Buổi trưa là ông bà Út hay ra ngoài chạy. Hình như là ông Út ở ngoài chạy luôn phải không? Có bà Út với chú Ninh ở trong nhà ngủ chổng mà. À, nhìn ra đây cái bà Út kiếm củi đồ chặt. Cái mình nữa có trong Út cũng nấu cà muốn. Còn Út thì bữa tối ngoài đây ngủ giữ cao. Ở ngoài chạy này suốt luôn. Dạ.
cá với ông chở đất nữa con thấy không? Ông chở từ cục đất mà ông đắp cái đê nè thấy không? Chị con thấy cái xuồng có cái đồ múc đất á, xuồng đất không à? Ông múc đó, ông làm từ xuồng mà ghiếc mà thành cái đê nè cao nè. Nè em chuẩn bị nè, tháo lứ. Hôm bữa kéo lên quá trời luôn. Bây giờ mình đem lên trên nữa, trên đó nuôi lại khác. Nuôi lại tấm cái xuồng. Cũng nuôi lươn luôn, không bốt hay nuôi cá? Tính nuôi lươn rồi cá nữa con, kệ mình làm cái gì thì nó lời thì mình làm, kệ mình làm ít ít nữa đi, kệ như mình làm. Dạ. Cho nó ấy vậy chứ già rồi giờ mình hỏi làm gì vậy? Dạ. Cái làm ít ít ngậm thẳng cái từ từ nó có đỡ cái mình làm thêm vậy đó. Ít này nữa là làm không tiêu thụ không nữa là thôi. Vậy thôi mình vô chạy đi múc út đi. Dạ. Đi vậy. Dạ. Để chút múc ra làm tiếp nữa. Mình vô chạy mình ngồi đi. Vô chồng. Múc bè bờ lại cho cao, nước nó không có tràn vô. Không tràn nè. Hổm nước không nước tới ai vô. Dạ. Cái này nước cũng giật suốt rồi. Giật rồi. Cái đầu ngủ rồi. Nó á trá rồi. Dạ thì hôm nay con lên ông bố Út là báo cho ông bố Út một tin vui. Tin vui thứ hai. Dạ. Thì hôm bữa đó là con có đăng cái video mà ông bố Út thu hoạch lươn đó rồi bị thất thu. Rồi anh ở bên Úc này có thấy rồi muốn hỗ trợ ông bà Úc một số tiền để ông bà Úc trang trải trong cuộc sống lúc dịch bệnh cũng khó khăn nè bố. À. Dạ. Thì cái anh này xin được phép giấu tên ở bên Úc. À. Là gửi cho ông bà Úc số tiền là 3 triệu. Rồi. Cái nhà con gửi cho ông bà Úc rồi. Vậy là ông Úc bà Úc cảm ơn chú ở bên Úc nè. Đã hỗ trợ cho gia đình tôi một số tiền này, tôi rất cảm ơn chú và chúc gia đình chú được nhiều sức khỏe và mằng ăn thành công trong cuộc sống nha chú. Rồi bây giờ tôi không biết nói gì hơn, mà nuôi lươn thì lỗ rồi, bây giờ thì tính hai chồng già tính tháo lưới ra tính làm nuôi lại lần sau nữa coi, không biết làm sao. Tính lại nuôi cá. Tính lại nuôi cá gì, cái mới không mới đi. Nuôi mới là sống. Có là mình sống, chứ già rồi mình đâu mình được. Dạ. Ông Út đi bằng mướn hoài thì thấy cực quá con ơi. Bây giờ mình nuôi lại cái gì mình thấy có lời dễ nuôi đó mình thì mình nuôi lại thấy nuôi cá chê chắc cá chê chắc ăn hơn heo bút thấy lươn thấy nó mèo quá trời luôn nuôi ít quá kể ít mình nuôi ít vài trăm con vậy mình kể mình để trên bờ con bây giờ mình không đi xuống nước nó sợ rồi không xuống nước nữa tôi cũng chúc mừng cho chú ở bên nơi Úc cũng cảm ơn không biết nói chi chúc cho chú được mạnh khỏe bằng ăn phát đạt dồi dào sức khỏe chứ không có biết nói gì giờ hơn. Dạ bố coi tiếp lại cho con Út 3 triệu bố. Dạ thì anh cũng muốn mang một niềm vui nhỏ nhỏ đến ông bà Út để giúp... mừng lắm. Dạ bà Út với ông Út mừng lắm luôn thiệt, hai thằng già đâu mặn gì có tiền rồi thấy chú mà cho gì hỗ trợ 3 triệu mừng lắm với bệnh dịch này con. Dạ thì ông bà Út thì cũng muốn nuôi con lươn cá rồi để kiếm thêm để trang trải cuộc sống. Lúc dịch bệnh khó khăn này thì cũng nuôi được cái gì thì mình nuôi cái đó mình bán mình kiếm chút đỉnh tiền mình sống hàng ngày vậy đó. Hàng ngày nó cũng bị thất thu bây giờ thì có số vốn thì ông bố cũng nuôi lại cái con cá cá chê hay không út nuôi cá chê còn nuôi mới lươn nữa gái mới trên bờ thử đam mê rồi giờ không bỏ được cái mà nuôi ít lại con dạ đang coi coi nó làm sao nó đạt không mình sống rồi chứ ra đây mà ở gì mà mình chứ ở không không đâu có làm gì đâu dạ bứt rứt già rồi ở không dễ gì thì ông Út thì nuôi cái ao cá này chứ ai kêu Út làm gì thì Út làm cái đó hàng ngày vậy giết đất làm gì cái gì cũng làm hết trơn á có tiền nên mà sống hàng ngày đó con dạ Út mà già rồi với bà Út thì đâu đi được ra đây nhưng chú Ninh ở nhà vậy đó dạ. Cơm cho ông ăn rồi đi ra đây trưa trưa kiếm củi rồi cái chạy này đâu nấu ăn gì hả bố có nấu được ba nước uống nấu nước nấu nước trà uống nấu trà thường là ông Út là buổi tối cũng ngủ ngoài đây đúng không ban ngày chỉ vô nhà ăn cơm thôi à cơm mà ngủ thôi sáng ngủ. Với buổi chiều là rồi đó ông Út ra là ở đây thường là ở ngoài chạy nhiều ở ngoài chạy nhiều dạ
nuôi mấy con gà đồ con cho ông nghe vui vui cho ăn đồ á nghe cái ghế đồ cho nó vui vui một chút ăn cơm đổ đồ người ta cho đó. Dạ thì hôm nay em cũng trao tặng tay ông bà Út là số tiền 3 triệu anh gửi trao cho tặng cho ông bà Út. Em cũng cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Chúc anh thật là nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc và luôn thành công trong công việc và cuộc sống nha anh. Thì bà Út cũng không biết nói gì, cảm ơn chú nha. Nhờ chú giúp cho tôi gia đình tôi một số tiền thì tôi rất cảm ơn chú. Chúc gia đình chú được nhiều nhiều sức khỏe nha chú. Vậy là cảm ơn nhiều lắm đó. Có số tiền cũng trang trải được phần nào hơn. Cũng qua mùa dịch này, mùa dịch nó dịch hoài không biết làm sao. Dạ. Bây giờ là sống chung với dịch luôn rồi. Trời, ngày nào mình cũng hay ngày nấy đi, mình cũng làm tới hoài vậy đó. Dạ, một lần nữa em cũng cảm ơn anh Dấu Tên Minh Út rất là nhiều luôn để giúp đỡ ông Út một phần nào đó để trang trải cuộc sống trong lúc dịch bệnh cũng khó khăn. Chúc anh và gia đình thật là nhiều sức khỏe, luôn thành công trong công việc và cuộc sống. Thì video của mình đến đây cũng kết thúc. Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã xem và ủng hộ kênh Hương Quê. Hẹn cả nhà ở video tiếp theo. Bye bye. Cảm ơn. Chào. Cảm ơn.